Xin chào mừng cô chú anh chị quay trở lại với Thảo Dung Auto Sài Gòn và bước qua một năm 2023 cũng như là chuẩn bị đón những ngày cuối năm, những ngày bận rộn nhất của năm âm lịch. Thì Dung cũng xin chúc cô chú anh chị đón một năm 2023 thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an và thật nhiều thành công mới nha. Thời điểm này thì rất là nhiều cô chú anh chị tìm mua xe, cho nên là bên Dung đã về rất là nhiều xe từ nhỏ tới lớn, đủ giá, đủ kích cỡ để cô chú anh chị lựa chọn. Hôm nay Dung sẽ cập nhật những mẫu xe đang có tại Auto Sài Gòn, mức giá đang cực kỳ linh động, mua nhanh bán nhanh, hỗ trợ của chú anh chị lấy xe đi Tết, nên đừng bỏ qua video này của Dung nha. Và bán nhanh thì Dung cũng mua rất là nhanh, nên vẫn cần mua thêm nhiều xe nữa để phục vụ của chú anh chị khách hàng đến sau. Cho nên là nếu mình đang có nhu cầu mua bán định giá xe, hoặc là đang đại loại là có quan tâm về ô tô, thì hãy xem video của Dung và liên hệ với Dung để được tư vấn hỗ trợ nhanh chóng nhất nha. Rồi bây giờ xin mời cô chú anh chị cùng Dung xem qua kho xe bên Dung đang có những mẫu xe nào và giá cả như thế nào nha. Lưu ý là tất cả xe thì Dung đều đang có hỗ trợ giá cực kỳ tốt khi cô chú anh chị liên hệ trực tiếp với Dung nha. Rồi bây giờ xin mời. Mẫu này thì đã được gã ngày hôm nay rồi nha cô chú anh chị. Bên này là hai chiếc xe gọi là cha con. Chiếc này xe chủ tịch thì xe này xe của bố chủ tịch rồi nha cô chú anh chị. Camry 3.5Q 2011, một chủ từ đầu, biển số thành phố Hồ Chí Minh, xe mang màu bạc, xe này đi 86.000 cây, biển số thành phố, ghế da màu đen, một chủ từ đầu thì cô chú thấy đã giữ gìn rất là kỹ lưỡng nha. Đó, nội thất ghế da còn mới tinh, nhớ ghế rồi trang bị đầy đủ giống như là những mẫu xe bây giờ. Phía sau này thì quen thuộc vẫn là cái băng ghế nha. Ghế này hồi trước là ghế chủ tịch thì bây giờ là ghế của bố chủ tịch rồi. Vẫn có màn điều khiển nè, giống như bây giờ, điều khiển ghế, điều khiển nhiệt độ, rồi chỉnh rèm che nắng nè, che nắng hông, che nắng sau gái ha. Hai bên thì mình vẫn có rèm che nắng hông, đó, đầy đủ riêng tư, rộng rãi. Và cô chú anh chị thấy cái chất da mà từ 2011 tới bây giờ hơn 10 năm sử dụng rồi mà chất da vẫn còn cực kỳ đẹp. Form dáng thì đẹp khỏi bàn rồi. Phía sau mình có một cái cản gió thể thao nữa. Nhìn cái xe rất là ẩm dáng, rất là đáng tiền nha. Động cơ V6, nhưng mà đây là xe Việt Nam, mang động cơ mới thì động cơ VVTi thông minh hơn nè, tiết kiệm hơn, đó, không có ngại hư hỏng vặt. Và xe này đăng kiểm đường bộ thì đều còn tới 2023, cô chú anh chị tha hồ đi nha. Mức giá lanh quanh chiếc Vios thôi, 550 triệu là sở hữu được xe bố của chủ tịch rồi, 3.5Q, cực kỳ đẳng cấp luôn. Còn nếu yêu thích trẻ trung, hiện đại hơn thì Dung có Camry 2.5Q 2019. Xe này biển thành phố Hồ Chí Minh luôn, đi mới có 39.000 cây thôi. Biển số thành phố Hồ Chí Minh cũng khá là đẹp. Bên Dung mới đăng kiểm lại luôn, nên là cô chú anh chị lấy xe đi là đi thôi nha. Động cơ Dual VVTi 2.5Q. Bên trong thì xe này là xe Việt Nam, ghế da màu bò, ha, ghế da Nabat theo xe luôn. Vẫn cũng có nhớ vị trí ghế rồi các chi tiết ốp gỗ nè, cực kỳ sang trọng. Sạc không dây luôn nha cô chú anh chị. Và đã lên cho mình một cái màn hình giải trí đa phương tiện OLED, cực kỳ hiện đại luôn. Đó. Vô lăng mọi thứ mới tinh à. 39.000 cây thôi, chưa được 40.000. Xe lắp ráp Việt Nam 2.5Q. Chạy cực kỳ, cảm giác lái cực kỳ tốt luôn. Phía sau thì cũng là ghế chủ tịch và cái bàn điều khiển nè, cửa gió sau nè, đó. Đủ các tính năng an toàn và tiện nghi, trang bị đầy đủ. Xe này thì hôm nay Dung chào với mức giá vô cùng tốt luôn nha cô chú anh chị, 870 triệu. Liên hệ trực tiếp với Dung để hỗ trợ giá nhanh chóng cho mình luôn nha. 2.5Q, 3.5Q, giá đang cực kỳ tốt luôn. Tiếp theo là mẫu xe mà Dung đang có giá sẽ cực kỳ linh động nhất cho có thể cho cô chú anh chị luôn. Fortuner máy dầu số sàn 2018, xe nhập khẩu, biển số thành phố Hồ Chí Minh. Xe này lên đầy đủ phụ kiện luôn nha, có cốp điện 76.000 cây. Đây, biển số thành phố cũng khá là đẹp. 76.000 cây thì xe này Dung đang chào hôm nay 820 triệu thôi nha cô chú anh chị. Lên đầy đủ phụ kiện cho mình luôn, đăng kiểm đường bộ tới 2024, tha hồ đi nha. Bên trong thì đã có ghế da màu nâu, hai chế độ lái, máy dầu số sàn, nhập khẩu nữa, nồi đồng cối đá thì cô chú anh chị đi vô tư rồi. Đó, mấy cái bọc ni lông nè, chủ bọc lại cho mình luôn, cũng rất là kỹ nha. 76.000 cây mà chất xe em thấy còn khá là cứng. Có trải sàn, bọc trần, dán phim, che mưa, cửa đầy đủ hết nha. Đó, đây, chân dài, rộng rãi, thoải mái, Fortuner. Có bệ tì tai ở đây nếu như mình ngồi 2 người nha cô chú anh chị. Còn đi 7 người thì xe này quá rộng rồi. Cửa gió đầy đủ, mát mẻ. 820 triệu thôi là cô chú anh chị sở hữu chiếc nồi đồng có đá này rồi. Màu nâu hột nhãn, đi gia đình hay chạy dịch vụ thì cũng thoải mái luôn. Biển thành phố có cúp điện luôn nha. Tiếp theo đây là siêu lớn
mới về, nhìn cái đầu xe mới nhìn qua tưởng như là xe sang vậy cô chú anh chị. Thật mà thật sự là nó sang thiệt. Kia Seltos 2021 siêu lướt 18.000 cây, biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn, mang màu trắng rất là dễ đi, mới có 18.000 cây, 5 chỗ gầm cao, tiện nghi thì đầy đủ nè. Biển số đẹp luôn cô chú anh chị. Đó, mua xe là lời cái biển số, trước mắt là thấy lời biển số rồi đó. Có camera 360 độ nè, mấy cái chi tiết ga lăng, thiết kế đèn hiện đại trẻ trung ha, nhìn là xe sang và cảm giác rất là sang. 5 chỗ gầm cao mà nhìn cái xe to đùng. Camera 360 độ, mở cửa bằng nút bấm. Bên trong thì cái nội thất rất là thơm, đầy đủ hết luôn. Ga tự động nè, 6 chế độ lái nè. Cái ni lông vẫn còn cho mình bóc luôn nè. Đó, màn hình còn ni lông luôn. Màn hình to bản, 18.000 cây chuẩn. Và ở trên thì có cửa sổ trời luôn. Đây. Đó, 5 chỗ gầm cao, tiện nghi, hiện đại lắm nha. Mấy cái ni lông nè, còn rất là nhiều, xe giữ gìn rất là kỹ. Và phải nói là mở ra có mùi thơm rất là dễ chịu của cái da mới á cô chú anh chị. Khi cái da nó còn mới á, sướng lắm. Đó, xe có sửa ghế nữa luôn nha. Làm mát ghế luôn. Đó, chảy sàn đầy đủ hết. Chiếc này 18.000 cây chuẩn, còn rất là mới luôn. Xe 2021. Xe này thì Dung đang chào là 715 triệu. Giá này có thương lượng lọc nha cô chú anh chị. Biển số đẹp thành phố Hồ Chí Minh. Kia Seltos 5 chỗ gầm cao. Còn chiếc này thì mới về, Dung chưa có dọn xong nè. Fortuner, máy xăng một cầu số tự động. Xe này 2016 nha. Đó, dòng máy xăng thì cô chú anh chị biết rồi. Xe đa phần là xe cưng, không có chạy dịch vụ. Biển thành phố Hồ Chí Minh luôn. Một chủ từ đầu, mang màu đen, biển số thành phố 2016, mà bây giờ của chú anh chị bỏ ra có 605 triệu thôi. Đó, xe này giá quá tốt để cô chú anh chị sở hữu chiếc 7 chỗ nè, máy xăng, chở cả gia đình đi du lịch luôn thì quá tuyệt vời rồi. Đó, Tết này về quê đi chiếc xe này chở đồ, chở cả gia đình đi thoải mái luôn. Nhà mình 5 người về chở theo ông bà đi nữa là quá tuyệt. Đó, có 605 triệu thôi nha cô chú anh chị. Giá quá hời mà đời cao nữa. 2016, xe này máy xăng một cầu số tự động, ghế da nguyên bản theo xe. Cô chú anh chị thấy cái băng ghế rất là to, ngồi khá là thoải mái nha. Ở giữa thì cũng có bệ tì tai nè. Đó, cửa gió thì dàn lạnh của Toyota thì Vivu rồi ha. Thời đời nào cũng vậy, bệ bước chân. Xe này đi 88.000 cây, đã thay vỏ rồi nên cô chú anh chị nhìn cái vỏ còn rất là cao mà đi thoải mái nha, tiết kiệm lắm, lấy về đi thôi. Đó, bên ngoài có dán phim với lại che mưa, khá là đầy đủ rồi. Còn nội thất thì nguyên bản nha. Đó, nè mấy cái phím nè, cô chú anh chị đánh giá đúng km hay không ha. Khá là mới. Đây, chỉnh điện luôn. Đó, có bơm lưng nữa nha. Đó, ghế da nguyên bản theo xe, 88.000 cây. Mình nhìn mấy cái chi tiết này để cô chú anh chị đánh giá km nha. Có km như thế nào thì dừng báo như vậy. Cái màn hình này là có dẫn đường luôn. Đó, cần số nè. Rộng rãi, thoải mái, 7 chỗ, gầm cao, rộng rãi nữa. Động cơ của Toyota, bền bỉ nè, tiết kiệm nè, nhìn nó hầm hố, không có lo hư hỏng vặt nữa. Nhìn mấy cái vỏ, mấy cái mâm nè, chất lượng luôn nha cô chú anh chị. Xe bản máy xăng là phiên bản cao cấp, thì thời điểm mà lăn bánh nó phải tầm tiền tỷ rồi. Mà bây giờ 2016 mà cô chú anh chị tốn có 605 triệu thôi, sở hữu cái xe 7 chỗ nha, Toyota Fortuner lừng danh nè. Nhìn form dáng là thấy uy tín rồi đó. Nhìn cái cụm đèn của chú anh chị, nhìn cụm đèn nè. Đó, mới nguyên rồi nha. Đây. Đó, có bóng led luôn, ga lăng mạ rơm sáng trưng rồi. Đó, cụm đèn hai bên còn mới tinh. Đó. Chất xe mới về thì bên Nhung chưa dọn, chưa làm nha. Chứ mình lên thì xe này còn dọn lại là nó rất là đẹp nha. Giá có 605 triệu thôi. Nhỏ mà có vỏ, nhỏ gọn, tiết kiệm, bền, nói chung là không có cái gì để hư hết. Và có một chiếc xe 5 chỗ che nắng che mưa. Giá thì lên quanh có H350 thôi. Wigo 2018 số tự động luôn, biển số thành phố Hồ Chí Minh, đi 50.000 cây, trang bị phụ kiện cũng đầy đủ luôn. Nhỏ gọn nhưng mà đi rất là tiện lợi, rất là lanh nha. Xe này thì hôm nay Dung chào 310 triệu thôi, bán nhanh. Cô chú quan tâm nhớ gọi sớm giúp Dung nha. Wigo 2018 số tự động, đi rất là khỏe, xe nhập khẩu, biển thành phố luôn thì quá tiết kiệm rồi cô chú anh chị, rất là dễ đi. Còn chiếc xe này thì Dung đang có giá rất là tốt, bán nhanh. Tết rồi, bán nhanh xe này nha. Mazda CX-5 cũng là 5 chỗ gầm cao. Đây là xe 2019 2.5 2 cầu, bản Signature luôn nha cô chú anh chị, biển số tỉnh. Xe mang màu đỏ, đầy đủ tiện nghi, đầy đủ các tính năng an toàn. 2.5 mà 2 cầu nó chạy cực kỳ bốc, mà động cơ của Mazda thì cũng là xe Nhật, cho nên là vẫn rất là tiết kiệm nha. Mazda thì nổi tiếng về cái độ đẹp nè,
sang trọng và rất là tinh tế. Xe này thì Dung chào chỉ có 825 triệu thôi. Đó, bán nhanh, cuối năm rồi mùa nhanh bán nhanh. Cô chú anh chị quan tâm chiếc này thì nhớ gọi cho Dung để Dung hỗ trợ cho mình cho nó nhanh nha. Tiếp theo cũng là chiến thần nhanh số, mà đây là xe cưng nha, Fortuner máy xăng một cầu số tự động, xe 2018. Máy xăng thì động cơ máy xăng thì cô chú anh chị biết rồi, chạy thì rất là nha. Xe này cũng mang biển số tỉnh, đi 48.000 cây và Dung chào mức giá vô cùng tốt luôn, 840 triệu. Giá này liên hệ với Dung để Dung hỗ trợ giá thương lượng tốt nhất cho cô chú anh chị nha. Màu bạc 48.000 cây. Có xe này thì mình có ghế chỉnh điện nè. Đó, phiên bản V là bản cao nhất, có ghế chỉnh điện, ghế da màu nâu, lẫy chuyển số thông minh trên vô lăng. Rồi ga tự động nữa nha cô chú anh chị. Đó, khá là đầy đủ đối với phiên bản V nha. 2018 bản V là xe cưng rồi nên là có trang bị rất là nhiều. Ốp giả gỗ rồi, màn hình giải trí đa phương tiện, hai chế độ lái, bột trần chảy sàn, đầy đủ hết. Và mấy cái cửa tự động ở tất cả các cửa luôn, tiện nghi đầy đủ, giá thì lại tốt nữa, 840 triệu. Tiếp theo là hai mẫu xe nhỏ để đi Tết, giá dưới 500, cực kỳ dễ sở hữu luôn. Hyundai Accent, bản số tự động cao cấp nhất, biển số thành phố Hồ Chí Minh, 21.000 cây, 2019, có cửa sổ trời, ghế da đầy đủ tiện nghi. Xe này Dung đang chào là 465 triệu. Tiếp theo xe đỏ dễ dàng đi Tết đây của chú anh chị, sedan Kia Soluto. Đây là phiên bản số tự động cao cấp nhất, full phụ kiện, biển số thành phố Hồ Chí Minh. Xe 2022 mới đi có 11.000 cây thôi. Nội thất của chú anh chị nhìn nè, còn mới tinh luôn, còn mùi nhựa mới luôn á. Ghế da nè, ga tự động nè, cần số, chế độ lái, mọi thứ mới nguyên nha. À, nhìn nội thất rất là xịn luôn. Xe này thì Dung chào là 485 triệu nha. Hai mẫu xe dưới 500 triệu rất là dễ đi trong dịp Tết này. Cuối năm rồi mua nhanh bán nhanh nên Dung là cần bán nhanh những mẫu xe này nên giá cực kỳ tốt. Và cần mua thêm nhiều xe nữa để phục vụ khách hàng đến sau. Thu mua tận nơi, định giá xe cũ miễn phí. Bên Dung thì thu mua gọn, không kỳ kèo, không chê xe, không ép giá. Nên cô chú anh chị có xe, có thông tin cần hỗ trợ thì nhớ liên hệ với Dung nha. Cuối năm rồi mua nhanh bán nhanh để đón Tết thôi nào. Xin cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video mua bán xe ô tô cũ. Nhớ gọi cho em Dung nha. Xin cảm ơn.